trong cột đá biểu tượng của cái quả thuốc phiện đấy. Đây là quả thuốc phiện đúng không? Đây chính là quả thuốc phiện, quả anh túc đấy ạ. Vâng, và hai cái chân cột đá này thì ông cụ vua mèo ông dùng cái đồng bạc để đánh mài cho nó bóng lên ạ. Vâng, để đánh bóng được một cái chân cột đá duy nhất thôi thì ông đã phải tốn tới 900 cái đồng bạc đồng dương ạ. Vâng, tính ra số tiền bây giờ của mình là tương đương với 900 triệu đồng. Đá này là đá gì em nhỉ? Đá xanh thôi. Mà dùng cái đồng bạc để đánh cho nó bóng lên ạ. Vâng, đúng. Cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã, đây là xã gì? Xã Sa Phìn, một trong những cái xã vùng cao của huyện Đồng Vân, tỉnh Hà Giang. Và hôm nay thì Bùi Hồ nghe giới thiệu ở thị trấn Đồng Vân lên đây có một cái ngôi nhà vương, hay người ta thường gọi là vua mèo. Thì hôm nay Bùi Hồ có mời được một bạn hướng dẫn, em có thể tự giới thiệu về mình nhé. Em tên là Vương Thị Sa, là cháu nội đời thứ năm của sống ở Vương. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho anh về ngôi nhà này với bà cũng ok. Thì lên đây thì Bùi Hồ phải mất tiền phí là vé là 10.000 đồng và sẽ được em sang hướng dẫn tất tần tật về ngôi nhà này, gọi là vua người Mông em nhờ. Vua của người Mông. Người ta gọi là người mèo. Tức là người Mông đấy ạ. Có người thì gọi là vua mèo đó hả? Vua mèo là ngày xưa ở bên người Mông ở đây thì gốc ở bên Trung Quốc. Ngày xưa bên đấy thì người Hán gọi người Mông là mèo. Nên là bây giờ sang đây thì người ta hay gọi người mèo. Nơi mình đang đứng ở đây chính là cái khu dinh thự nhà Vương ạ. Vâng, ở đây thì có độ cao là 1.300m so với vùng nước biển. Vâng, nói về cái sông họ Vương ở đây ạ, là một cái sông tộc rất là lớn của người Mông và xuất xứ từ bên Mông Cổ sang đây ạ. Vâng, và những cái lý do, vâng, và ông Vương chính thức, ông chính là cái người chính thức, ông được dân suy tôn ở đây gọi là vua mèo. Và những cái lý do ông được dân ở đây gọi là vua mèo đây ạ, là vào năm 1900, lúc đấy thì thực dân Pháp bắt đầu xâm chiếm Đông Van đi ạ. Ông nhận được cái nỗi thống khổ của người mèo đây thì ông mới cùng dân ở đây đứng lên kháng chiến và chống Pháp và giành được thắng lợi đấy ạ. Vâng, sau đấy thì ông mới chính thức ông được dân người ta gọi là vua mèo. Vâng, và khu dinh thự này được ông xây dựng vào năm 1898 ạ. Vâng, được hoàn thành vào năm 1903 với 5 năm xây dựng ạ. Vâng, và dinh thự này xây dựng với cái số tiền công là mất 150 vạn đồng bạc đông dương. Vâng, tính ra cái số tiền bây giờ của mình là tương đương với 150 tỷ đồng. Vâng, đấy là chỉ chi trả cho cái số tiền công thôi, chưa tính vật liệu xây dựng. Vâng, và ngay trên cổng đây thì có hai cái câu đối nhá. Vâng, câu đối bên tay phải là gia tích thiện hiền, nhân xuất nhật, có nghĩa là gia đình tích đức, tích thiện và trọng cái người hiền ra vào ạ. Vâng, và câu đối phía bên tay trái là môn phong lưu, quý khách vắng lai, có nghĩa là cánh cửa gia đình luôn rộng mở đón khách đến thăm đấy ạ. Vâng, và để lấy cái bóng mát cho dinh thự thì ông cho trồng những hàng cây sa mộc rất là lớn ở đây ạ. Vâng, những cây sa mộc này thì có tên gọi khác là cây sa mu ạ. Vâng, đúng cụ vua mèo mua ở Vân Nam về trồng. Vâng, những cây này thì cũng được trồng vào năm 1898, tính đến giờ là cũng đã hơn 100 năm tuổi rồi ạ. Vâng, vâng, dinh thự này được xây dựng trên cái địa thế hình mai rùa. Vâng, được gọi là thần kim quy ạ. Và sau này ông xây dựng cái sự nghiệp trên đó thì nó sẽ không bị sụp đổ. Vâng, phía sau dinh thự là một cái dãy núi hình vòng cung, là một địa thế phòng thủ rất là vững chãi cho cái khu dinh thự này ạ. Vào trong dinh thự của vua mèo nhé. Cô bác anh chị thấy cái vòng này có đẹp lắm không? Vâng, trên này chính là cái gian chờ của khách tại đây. Vâng, vì dài đi rất là xinh. Vâng, trong này là cái khu vực tiền dinh ạ, là nơi ở cho quân lính ngày xưa là bên trong này. Vâng, ngày xưa quân lính ở trong này thì có trên dưới khoảng là 500 người ạ. Vâng, và cái điểm đặc biệt của cái khu dinh thự này là được xây dựng theo ba cái lối kiến trúc ạ. Vâng, kiến trúc của Pháp,
Trung Hoa cổ và kiến trúc của người dân tộc Mông ở trên này. Vâng, vật liệu xây dựng cái khu dinh thự này thì gồm có hai cái vật liệu chính ạ. Đó chính là cái cây thông đá và đá xanh, và cũng được khai thác tại vùng đây luôn ạ. Vâng. Vâng, về phần ngói lập thì được lập bằng ngói âm dương ạ. Vâng, đầu trang trí bằng chữ thon. Vâng, dinh thự này được xây dựng theo 3 cái lớp cao dần ạ. Và trong 3 cái lớp này thì người ta được gọi là tiền dinh, trung dinh và hậu dinh. Vâng, cách giữa 3 cái sân lát đá tại đây ạ, đó chính là 3 cái giếng trời. Và theo quan niệm của người Á Đông ạ, thì 3 giếng trời này là cái nơi hưởng lấy sản cho toàn bộ dinh thự đây. Vâng. Vâng, dinh thự này có chiều dài là 46m ạ, chiều ngang là 22m, cao 10m ạ. Vâng, có 64 phòng, tính cả phòng lớn, phòng nhỏ nữa. Vâng, trên này là một cái bức hoàng phi ạ. Vâng, ngày xưa là được vua Khải Định ban tặng cho khi vương chính thức. Vâng, cái bức hoàng phi này có 4 cái chữ vàng, đó chính là biên, chính, khả phong. Và biên chính khả phong thì có nghĩa là chính quyền tại nơi đây thì xứng đáng được phong tặng. Còn tại đây thì có hai cái chân cột đá biểu tượng của cái quả thuốc phiện này. Đây là quả thuốc phiện đúng không? Đây chính là quả thuốc phiện, quả anh túc đấy ạ. Vâng, và hai cái chân cột đá này thì ông cụ vua Mèo ông dùng cái đồng bạc để đánh mài cho nó bóng lên ạ. Vâng, để đánh bóng được một cái chân cột đá duy nhất thôi thì ông đã phải tốn tới 900 cái đồng bạc đồng dương ạ. Vâng, tính ra số tiền bây giờ của mình là tương đương với 900 triệu đồng. Đá này là đá gì em nhỉ? Là đá xanh thôi. Mà dùng cái đồng bạc để đánh cho nó bóng lên ạ. Ôi. Vâng, đúng. Một cột đá thì không nói khoảng 900 triệu. Khoảng 900 tiền triệu Việt Nam hiện tính ngay. Ra cái số tiền bây giờ của mình ở tiền hiện nay đấy ạ. Ôi. Quá dữ. Ở đây thì được gọi là, ở ngoài trước cái sân nãy giờ em giới thiệu được gọi là giếng trời. Ở trong này thì được gọi là cái gian xét xử án nha. Ngay tại đây thì được gọi là công đường. Vâng, tại đây chính là nơi ông vương chính thức đấy ạ. Ông chính thức ông ngồi tại đây để mà xét xử án. Và những người phạm tội đấy ạ, người ta sẽ quỷ dưới sân bắt đặt phiến bên dưới. Những người phạm tội thì sẽ quỳ ở phía trước. Và ông cái gian mà mới hướng dẫn thì đó là ông ngồi sẽ xử án ở nơi đó. Vâng, trong này là khu vực thứ hai, khu vực trung dinh ạ. Là nơi ở cho các cháu và người giúp việc trong này. Và đối diện bên này thì có khu vực nhà bếp của gia đình họ Vương nhé. À, đây là nhà bếp em nhỉ? Vâng, trong này nhà bếp. Trong này thì cũng bất điện rồi nên là cũng hơi tối một chút ạ. Ôi, đúng rồi. Ôi, nhìn cái bếp. Bếp này thì cũng xây dựng theo cái nền kiến trúc của người Trung Hoa cổ ngày xưa. Lớn quá. Đây thì có một số cái tiệm là từ ngày xưa nha. Đây là những cái... Đây có bát ăn cơm, xong nó đi chợ. Ok. Nơi ở cho con cháu và người giúp việc. Vâng. Nơi ngoài trước thì ngoài trước là tiền sinh. Nơi ở cho quân lính. Nơi ở của dân quân lính ở hai bên. Vâng, quân lính ở hai bên. Ở giữa đây là gian xét xử án. Gian xét xử. Và trong này là nơi ở cho con cháu. Đây là hai bên này, bên đây là con cháu và bên đây là của. Vâng, đúng rồi, người giúp việc bên này. Người giúp việc với lại bếp. Vâng, bếp ăn. Một ngàn 500 tỷ đồng tiền Việt Nam hiện nay. Và trong này là gian thờ. Và trong gian thờ đây thì có phòng ở của ba bà vợ của vua Mèo đấy ạ. Và trong này có phòng ở của bà cả ông Vương Chính Đức ạ. Tiếp sang phía bên này thì có phòng ở của ba vợ hai, ba vợ ba. Ông ba bà vợ ông và hình ông ba bà vợ. Bên này thì có ảnh đấy. Đây là ông đây nhỉ? Vâng, đây là ông cụ vua Mèo Vương Chính Đức ạ. Và ông chính là cái người chính thức được dần đây suy tôn gọi là vua Mèo ạ. Ông Vương Chính Đức này thì ông có 3 người vợ. Vâng, đây chính là bà cả. Vâng, bà cả này thì bà có hơn ông cụ Đức là 14 tuổi đấy ạ. Vâng, bà thì được ông tôn là Vương Mẫu. Vâng, bà cả thì bà sinh cho cụ Đức được 2 người con trai đấy ạ. Vâng, đây chính là con trai cả là ông Vương Chí Tinh ạ.
Và người ngồi vị trí đây là con trai thứ hai, ông Vương Chí Sình. Vương Chí Sình. Vâng, nhưng mà người ta biết đến Vương Chí Sình nhiều hơn là ông này ông theo cách mạng nhé. Vâng. Vâng, nhưng mà trong ảnh đây thì không có ảnh của bà vợ hai đấy ạ. Vì bà này thì bà không đẻ được con trai. Vâng. Theo cái phong tục của người Mông ngày xưa đấy ạ. Những bà nào nếu mà đẻ được con gái thì sẽ không có ảnh ở đây. Và sau này cũng không được người ta nhắc nhiều đến trong dòng họ Vương đấy ạ. Vậy thì ông có người vợ cả có bao nhiêu người con? Bà cả có hai con trai, ông Vương Chí Tinh với Vương Chí Sinh. Bà À, hai thì bà không có con trai ạ. và là Vương Chí Tinh là con trai cả, à Vương Chí Sinh con trai thứ hai của bà cả. Vâng. và người Bà ta hai sẽ biết thì Vương Chí Sình nhiều hơn là ông Vương Chí Tình, tại vì ông này Vương theo cách Chí Tinh mạng. thì ông này không được người ta biết đến mấy, còn chỉ có duy nhất Vương Chí Sinh ạ. Ông này là ông sau này ông nối nghiệp cha theo cách mạng luôn ạ. Còn vợ hai thì có bao Vợ nhiêu người hai con gái? thì bà có bốn đứa con gái mà bà không có con trai. Vâng. Còn vợ ba? Ngày xưa thì các cụ hay trọng nam khinh nữ đấy ạ. Vâng, bà ba thì bà cũng có hai con trai đấy ạ. Vâng, con trai cả là ông Vương Chí Trư, con trai thứ hai là ông Vương Chí Châu ạ. Nhưng mà ông Vương Chí Châu này thì ông đã mất từ nhỏ rồi nên là cũng không có ảnh ở đây. Và con trai thứ ba ông là cái một cái người rất là tài giỏi đấy ạ. Ông này chính là cái người có chiếc xe mô tô của Pháp đi trên cái vùng cao nguyên đá Đồng Văn đây. Nhưng mà có cái điều rất là đáng tiếc đấy ạ, là sau khi du học tại Pháp về, trong cái lần bị ốm rất là nặng nên là ông đã bị cầm và bị điếc về sau này ạ. Vâng. Vâng, ông Vương Chí Sình này thì ông có năm vợ đấy ạ. Vâng. Ông này thì ông có bà cả, bà hai là người dân tộc Mông ở trên này, có bà ba là người Trung Quốc, có bà tư, bà năm là người gốc Hà Nội. Đây. Bên này thì là một số bức ảnh của con cháu đấy ạ. Vâng, đây là con trai duy nhất của ông Vương Chí Sình ạ. Vâng, nói về ông Vương Chí Sình, ông có năm bà vợ nhưng mà chỉ có một duy nhất một người con trai và bà vợ năm đấy ạ. Vâng. Ông này thì ông sinh năm 1953, ông mất năm 2003. Và hiện tại con cháu của ông Vương Đình Thọ là đang sống ở bên Canada đấy ạ. Vâng. Ngày xưa là ông Vương Đình Thọ ông sống ở khu phố 55 Hàm Đường, Hà Nội chúng ta bây giờ. Vâng. Mình sẽ đi ra cũng bên trong này là khu vực hậu cung đấy ạ, là nơi ở của ông vua Mèo với lại con trai thứ hai là ông Vương Chí Sình ạ. À, vậy là cái nơi hậu cung là nơi dùng để ông ở. Đối diện lên trên này chính là cái phòng làm việc đấy ạ. Và tiếp khách của ông cụ Đức ạ. Vâng. Vâng, phía hai bên dinh thự đây có hai cái lô cốt ạ. Vâng, được xây dựng bằng đá xanh, có độ dày là 6-70 phân ạ. Vâng. Hai bên lô cốt đây chính là cái nơi ở của lính canh gác. Vâng. Vâng, bên trên này là phòng ở của Vương Chí Đức ạ. Tiếp sang phía bên này là phòng ở của Vương Chí Sình ạ. Vâng. Đây là phòng ở của ông. Trong này là phòng ở của bà cả ông Vương Chí Sình ạ. Bà chính là cái người trông giữ về kho thuốc phiện của gia đình họ Vương. À, trước đây là ông nghề bán thuốc phiện nha. Và ngày xưa là ông này buôn bán thuốc phiện. Và ngày xưa cái nguồn thu chủ yếu trên này chính là nhờ cây thuốc phiện này ạ. Nên là ông mới có cái số tiền để xây dựng cái khu dinh thự đây ạ. Vâng. Mỗi năm thu nhập ở đây là khoảng là 20 tấn thuốc phiện để bán sang Trung Quốc với lại bên Pháp đấy ạ. Và ngày xưa là Pháp sang đấy, sang tận đây để mà thu phương như thu mua thuốc phiện đấy ạ. Vâng. Và đây là gì em nhỉ? Ở đây là một cái bồn tắm, được gọi là cái bồn tắm sửa dê ạ. Vâng. Và cái bồn tắm này ngày xưa đúng vua Mèo đấy ạ, ông dành cho các bà vợ của mình để tắm bên trong đây ạ. Vâng. Đây là đá gì em nhỉ? Đá xanh nguyên Ồ, khối nguyên khối phải ông đục đục bằng ra. tay đấy ạ, Ồ. phải mất trong 1 năm trời thì mới đục được một cái bề tắm như thế này ạ. Trời. Vâng. Đem một cục đá phải đục. Mình sẽ đi vào trong này tham quan cái kho thuốc phiện này. Ôi. Đây là kho thuốc phiện của ông. Ở trong này là cái kho chứa thuốc phiện đấy ạ. Vâng. Cái kho chứa này thì xây dựng bằng đá xanh hết ạ. Vâng. Mình có thể vào trong này tham quan. Ôi, rất dày em nhé. Vâng, rất là dày. Có độ dày là khoảng 6-70 phân nha. Ở đây thì lô cốt xin không thủng mà. Vâng. Và đây là nơi ông bào chế hay là ông lưu trữ thôi? À, trong này
À, Vâng ạ. trước đây ông đã hoạt động lưu trữ thuốc phiện ở đây. Và đây chắc có lẽ là nếu như mà ngày xưa thì đây là một cái nơi căn cứ bí mật. Vâng, đúng rồi. Đúng không? Vâng, đúng ạ. Tại mình bây giờ như thế này thôi. Chứ thật ra thì ngày Ở xưa. trong dinh thự đây thì có hai cái kho chứa, Ồ. có một kho chứa thuốc phiện là đây, Ừ. còn đối diện sang phòng bên bà hai thì có cái kho chứa vàng bạc đấy ạ. Ồ, Vâng. bây giờ mình qua gian phòng bên đó đi. Vậy bây giờ nhiều người kiếm làm này cũng bán nước phiện. À, bà hai là nơi cứ lưu giữ vàng bạc luôn em nhỉ. Em biết ngày xưa thì ông dự trữ được bao nhiêu vàng không? Vàng bạc đây thì em không có biết rõ cho lắm, mà cũng nghe cụ nói là cũng rất là nhiều. Nhưng ngày xưa vàng bạc đây thì có cống hiến cho nhà nước mình trong thời cách mạng nữa. Có cống hiến cho nhà nước mình là 9 cân vàng với lại 22 cân bạc. Với lại số lượng vũ khí đây thì cống hiến cho nhà nước mình hết ạ. Nói chung là cái kho chứa vàng bạc. Ôi, ông xây rất là tính toán, rất là tỉ mỉ. À, đến đây thì mọi nơi mà lưu trữ hai thứ quan trọng nhất đó là vàng vàng với lại ốc phiện thì nó bí mật và đặc biệt là xây nó rất là kiên cố, ngay cả những cái lô cốt mà xuyên vô cũng không thủng, tại vì đây là làm bằng những tảng đá xanh em nha. Vâng, đúng rồi. Những tảng đá xanh và độ dày của nó là khoảng 50 đến 60 phân, là 50 đến 60 cm. Và gỗ thì gỗ này được bao nhiêu đời em? Gỗ này thì tính về đời thì khoảng 6-7 đời rồi nhé. Vâng, cũng ngâm thế kỷ rồi nhé. À, gỗ này là gỗ gì em nhỉ? Gỗ thông đá. Thông đá. Cây thông đá. Đặc trưng của cây gỗ thông đá này là rất là chắc, không có bị mối mọt đấy ạ. À, rồi, anh em mình ra ngoài kia đi nhé. Bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Tầng 2 này là nơi. Xưa là Pháp có sang đến tặng cho mẹ mèo nữa. Cái này là gì em? Cái đệm lò xo. Ờ. Vâng, cái thời Pháp nhỉ. Ừ. Được Pháp tặng cho mèo ạ. Để làm gì nhỉ? Ông nằm trong này. Ờ. Vâng, nằm đây. Mà bây giờ cũng đứng hỏng rất là nhiều rồi. Ừ. Trong này thì có cái kho vũ khí đó. Trong này chính là lô cốt là nơi ở của lính canh gác trong này ạ. Còn trong lô cốt đấy thì còn cái lỗ trông mài ạ, mình dùng để ngắm sông ra bên ngoài. Và mỗi lỗ trông mài đây thì sẽ có một quân lính, người ta sẽ đứng gác tại đây ạ. Ôi, 1, 2, 3, 4, 4 quân lính nha. Vâng, quân lính đây cũng rất là nhiều. Vì trong này là phòng ở của ông vua mèo Phượng Chính ạ. À, thì ngoài trước thì ông nghỉ ngơi ở Đó, ông đó. nghỉ ngơi ngoài đấy. Còn Ờ. trong này là quân lính, người ta sẽ đứng gác ở đây. Ồ. Vâng. Phải nói là ông tính toán kinh khủng nha. Đây là những cây súng không nha? Súng Súng kiếp hả? kíp ạ. Hình thức tượng trưng thôi đúng không? Thì những quân lính sẽ đem cây súng vai ra như thế này. Ơi. Ở trong thì nhìn ở ngoài thì bắn vô không được nhưng mà ở trong nhìn ra rất là dễ. Ông này có vẻ là rất thân với Pháp. Vâng, đúng rồi. Và ngày xưa là ông ký cái bản hòa ước với Pháp. Ờ. Vâng. Phòng tiếp khách đây thì có hai cái bộ bàn ghế. Và bộ to nhất đây là dùng để tiếp khách tại đây. Ừ. Còn bên này là dùng để chơi mài chuyền ạ. Ừ. Vâng, tại đây thì có một cái sập nằm rất là rộng kìa. Vâng. Cái sập này được ông làm tại đây để mà hút thuốc phiện đấy ạ. Vâng. Ông nghiện thuốc phiện. Vâng, đúng rồi. Ngày xưa trên này thì hầu như là ai cũng nghiện thuốc phiện À, đấy. đây là gì em nhỉ? Đây chính là cái bếp sưởi ạ. Ừ. Vì mùa đông trên này rất là lạnh nên là trong mỗi phòng thì đều phải có lò sưởi này với là bếp sưởi. Ồ. Vâng. Và đây là hình của ông đây. Vâng, đây chính là ảnh của ông Vương Chí, tức là ông mặc áo vua. Vâng. À. À, bởi vì người ta gọi là vua mèo mà. Vâng, vua mèo. Ngày xưa cái khu tự trị trên này của ông thì gồm có bốn huyện.
Đồng Văn, Mèo Phạc, Yên Minh, Văn Bản. Nhưng mà ngày xưa lúc ông đó thì ông sống có tích đức nhiều không? Có. Nhà kho có ông em nhỉ? Vâng, đúng rồi. Ôi, đây là gì vậy? Bể chứa nước của gia đình họ Vương ạ. Ồ, vì hạn hán nhiều nên ở đây bắt buộc phải chứa nước em nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Và khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11, lúc đấy thì nước trên này rất là hiếm, không có. Ừ. Trên này chính là cái nhà kho. Ừ. Trên nhà kho đây thì hiện tại là không mở cửa nên là mình không thể vào lấy được. Ờ, không sao. Đây là cái chuồng nuôi gấu của ông đúng không? Ờ, bây giờ nuôi chó. Cô bác quý anh chị, đây là cái chuồng nuôi gấu của ông Vương Chính Đức, vua mèo. Nhưng mà hiện nay thì đây không còn nữa. Chuyển ra. À, nhà vệ sinh của ông. Là ngày xưa luôn mình có phục dựng lại không em? Vẫn giữ nguyên như ngày xưa. Ờ. Vâng. Và đặc biệt anh thấy đá cái tường hàng gầu á, rất là chắc chắn. Đúng là cao nguyên đá Đồng Văn các bác quý anh chị. Tất cả toàn là đá. Trước đây thì không hiểu là xây cái nhà, nguyên cái nhà là em nói là bao nhiêu, ông xây khoảng mất bao nhiêu năm nhỉ? Mất 5 năm. 5 năm xây dựng và mất 150 tỷ tiền Việt Nam. Vâng. À, một bên thì ông nuôi ngựa, một bên thì ông nuôi gấu. Đây là xung quanh nhà của ông vua mèo, nhà Vương. Vậy là xong hết em nhỉ? À, hai nhà kho. À, tính ra thì ông cũng tính toán khá là tỉ mỉ khi ở trong nhà thì là nơi lưu trữ ấp phiện nè, rồi vàng nè, vàng bạc nè, rồi cho các vợ của ông về nơi xét xử. Thì hai bên hông thì ông lại bố trí là hai cái nhà kho nơi lưu trữ nước, những cái lô cốt để canh giữ cho ông. Qua giới thiệu thì mới hiểu được, tại vì đi vòng vòng thì chỉ thấy cái nhà của ông ở khi xưa thôi. Thì xong kết thúc video clip này, anh chân thành cảm ơn Giàng rất là nhiều nhé. Cảm ơn em đã chia sẻ cho anh trong cái video clip rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Và lần nữa anh chân thành cảm ơn em nhé.